17 tháng 9, chỉ huy đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị này vừa khống chế bắt giữ một người đàn ông say xỉn có ý định bỏ trốn khi được giám sát đưa đi cách ly. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 9, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 nhận được tin báo từ Công an tỉnh Thái Nguyên về vụ việc ông Trần Quang Hùng, 53 tuổi, ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh có biểu hiện chống đối, trốn cách ly tập trung, chống đối người thi hành công vụ, cố tình điều khiển xe mô tô bỏ chạy trên đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên từ nút giao Tân Lập hướng Thái Nguyên đi Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đưa ông Hùng về khu cách ly. Tại chốt km số 17+300, đơn vị này đã ra hiệu dừng tất cả các phương tiện đang lưu thông hướng Hà Nội. Lúc 20 giờ 40 phút ngày 16 tháng 9, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã khống chế được ông Hùng. Qua kiểm tra, ông Hùng có nồng độ cồn 0,088mg trên mỗi khí thở. Ông Hùng đã bị lập biên bản hành chính về hành vi điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn và bị tạm giữ khám xét phương tiện. Theo chỉ huy đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, ông Hùng từ Thái Nguyên về Hà Nội và nhận được quyết định đi cách ly dưới sự áp tải của hai cán bộ công an xã Quan Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên bằng xe cá nhân. Tuy nhiên, ông Hùng quay đầu xe bỏ trốn sau khi đã uống rượu bia. Sau khi khống chế, ông Hùng được bàn giao cho công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên xử lý theo quy định.